na thi đúc ca tăng sang vô tăng tỳ hi tha nề hi tama hằng brahmi brahmanang yat sa ca ye na wa cha ya mana sa na thi đúc ca tăng sam vô tăng tỳ hi tha nề hi tama hằng brahmi brahmanang giới người thân ác ác hạnh ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Ya sa ca ye na wa cha ya mana sa na thi đu ca tăng sam bu tăng tỳ hi tha nề hi ta ma hằng brum mi brahma năng. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì bà la môn ấy đúng vì danh xưng. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Em kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn xin cảm động. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 391. Giác xá ca dê ná qua cha giá, má ná xa ná thí đức cá tăng, sang vũ tăng tỳ hí tha nê hí tá ma hằng thù mỹ râm má năng giác xá ca dê ná qua cha giá, má ná xa ná thí đúc cá tăng, sang vũ tăng tỳ hí tha nê hí tá ma hằng thù mỹ râm má năng giác xá ca dê ná qua cha giá, má ná xa ná thí đúc cá tăng, sang vũ tăng tỳ hí tha nề hí tá ma hằng phu mỹ rầm má năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì bà la môn ấy đúng vì danh xưng. Bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thanh Mạng Giá, Nam Mô Sân Pha Giá. Con kính lãnh lễ Thiên Mạng Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với cô Chư Nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Duyên Tịnh và chị Ngọc Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ cho kinh pháp cú số 391 ạ. Và sa ca dê na va cha ya ma ma sa na pi thì đức khá tăng sằng vô tăng ti hi tha nê hi ta ma hăng vô mi rẩm ma năng. Và sa ca dê na va cha ya ma na sa na pi thì đức khá tăng sằng vô tăng ti hi tha nê hi tá ma hâm phu mười rắn ma năng. Với người miệng ý không làm các ác hạnh ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Và sa ca dê na va cha ya ma na sa na pi kỳ đức ca tăng sằng vô tăng ti hi tha nê hi tá ma hăng vô mười rắn ma năng.
với 13 nghiệp ác xa là thân ý ôn hoài vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì. Bà La Môn ấy đúng vì danh xưng. Đó là của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong nha. Cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài. Và xin gửi mít lại cho Sức Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tài Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Ây Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 391. Cảm ơn chị Rạng Đông, chị Trần Đạo, Xích Nguyên Tịnh. Yasaka ye na va cha yamana sa na thi du ca tăng sang vu tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng ru mi ram ma nằng Yasaka ye na va cha yamana sa na thi du ca tăng sang vu tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng ru mi ram ma nằng Yasaka ye na va cha ya na Mana sana thi đúng ca tăng sang vũ tăng ti hi tha ne hi ta ma hăng ru mi râm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Yasaka ye na qua cha ya Mana sana thi đúng ca tăng sang vô tăng ti hi tha ne hi ta ma hăng ru mi râm ma nằng giá xá ca dê na va cha giá ma na sa na thi đúc ca tăng sang vô tăng ti hi tha ne hi ta ma hăng ru mi râm ma nằng. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì. Bà La Môn ấy đúng vì danh xưng. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em mình minh mời Sittina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đạo tràng. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yasaka ye na wa cha ya manasa na thi duk kha tang sang vut tang ti hi tha ne hi ta ma hang bum mi bram ma nang Yasaka ye na wa cha ya manasa na thi duk kha tang sang vut tang ti hi tha ne hi ta ma hang bum mi bram ma nang. Với người thân miệng ý không làm ác các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sa tha ye na wa cha ya ma na sa na thi đúc kha tăng sam vi tăng ti hi tha ni ta ma hăng bum mi bram ma năng. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa, vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì. Bà La Môn ấy đúng vì danh xưng Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời cô Lạc Lê. Cảm ơn chị Na. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính niệm lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc câu kệ số 391. Yassaka ye na wa cha ya ma na sa na thi đút ca tăng sang bút tăng ti thi tha ne hi ta ma hằng ru vi bram ma na ram ma nang.
với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ. Ta gọi Bà La Môn. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người ba nghiệp ác xa, thân khẩu ý ông Hòa ngày đêm tỉnh giác hộ trì, Bà La Môn ấy đúng là Bà La Môn ấy đúng vị danh xưng. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và sa ca ye na wa cha ya mana sanati đụt kha tăng sam buốt tăng ti hi tha ne hi ta ma lo mi brahm ma năng ya sa ca ye na cha cha ya mana sanat thì đúng ca tăng sam buốt tăng hi hi tha ne hi ta ma hăng rô mi brahm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Và phổ thơ của Dưới Đức. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ông Hòa Vô Vi, ngày đêm tỉnh giác thì Bà La Môn ấy đúng vị danh sân. Và phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và dạ, mình mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh Thượng Tọa Minh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu và kính chào Xích Nhật Quỳnh, cô Ái Mình, cô Rạng Đồng. Và con kính tri ân Xích Nhật Quỳnh, cô Ái Mình, cô Rạng Đồng cho biết âm thanh rõ. Hôm nay con thấy còn dư thời gian để cho con chào thoải mái chút. con thấy con dư giờ quá, con xin phép con. Còn, dạ, con kính thỉnh cô tu nữ Tài Duyên lên kệ luôn. Dạ cô, con xin phép con kệ trước, xong con kính thỉnh bàn tay của cô. Yá-sá-ca-dê-ná-quà-chà-yá-ma-ná-sà-ná-thí-đú-ca-tăng Sàng-vú-tăng-tì-hí-thà-nê-hí-tá-ma-hăng-rù-mí-râm-má-năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì, Bà La Môn ấy đúng vị danh xưng của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép con kể. Và sa ca ye na qua cha ya ma na sa na thi đúc ca tăng sang vu tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng ru mi ram ma năng. Và sa ca ye na qua cha ya ma na sa na thi đúc ca tăng sang vu tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng ru mi ram ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính thỉnh cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con kính thỉnh cô ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thay. Cảm ơn nguyên tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ và thăng trà quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tôi dân xin kệ kinh Pháp Cú số 391.
Dạ sa ca ye na wa cha ya ma na sa na thi duk ca tăng sa bu tăng ti tha hi tha ne hi ta ma hăng ru mi ram ma năng giác xa cách dê na cha qua na qua cha dám xa na thi đúc ca tăng sam yu tăng ti hi tha nê hi ta ma hằng ru mi ram ma năng giác xa ca dê na qua cha ya mana sanat thi duk ca tăng sam bu tăng ti tha ne tam hang ru mi ram ma năng với người thân miệng ý không làm các ác hạnh ba nghiệp được phòng hộ ta gọi là môn giá sát ca dê nát na hòa cha giá manasa na thi úc khắc tăng tì hi tha nề hi tám hằng ru mi ram ma năng với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi ngày đêm tỉnh giác hộ trì bà la môn ấy đúng danh xưng dạ, phổ thân của hòa thượng giới đức à, dạ tự nhiên đã à, đọc và kệ xong và dạ, bây giờ à, tự nhiên không thấy bàn tay của ai chắc bây giờ tới xích nhật mình dạ đã thấy tín hiệu của chị và dạ, kính mời chị. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tịnh Hạnh Diệu Quang Lâm Giao Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích niên tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Nhật Quỳnh thấy chi nít của Nhật Quỳnh không biết đọc có trúng không. Nếu có sai thì... chỉ dạy dùm Nhật Quỳnh. Nhật thấy là nguyên môn hay là nguyên môn hay là nguyễn môn vậy đó à, và đạo tràng cũng thường xuyên mà có thể cầm bích được không à, thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay và thấy lúc sau này vào đạo tràng thường xuyên và có thể cầm bích được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu và Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, giới thiệu dùm để Nhật Quỳnh thật sự là không có biết đọc cho đúng, chát lên thì được nhưng mà đọc thì không biết đọc làm sao cho nó đúng. Dạ, có thể cầm mic được không? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Không thấy tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tịnh Hạnh vừa vào đạo tràng, cô có thể ôn bài được không cô? Nếu cô ông bài được Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của cô ạ. À. Dạ cô có ông bài được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Dạ sa thú và dạ, kính mời cô. Nam mô tham ma giá, nam mô sang kha giá. Dạ, kính cảm ơn sĩ Nhật Quỳnh và dạ, kính cảm ơn sĩ Ràng Đồng. Dạ, con kính đại thượng tọa hạnh, thượng tọa minh mạng chư tôn đức tăng, kính lễ quý cụ tu nữ và thân chào quý đạo hữu. Dạ, con xin phép được ôn lại pháp cú kinh số 391 ạ.
ca dê ná qua cha giá thích thiết ca tăng sang quốc tăng tí hí tha nê hí tá má hằng ru mí brahm má năng đang kiếm là cái bài đọc cái này đã đọc nó tí xíu. Sĩ Nhật Quỳnh có Dạ sa ca dê na wa cha giang ma na năn thì được ca tăng sang gu tăng hi tỷ hi sang gu tăng tỷ thì tha nê hi ta ma hăng ru mi ram ma năng ya sa ca ye na wa cha ya ma na sa na thì được ca tăng sang gu tăng ti hi tha nê hi ta ma răng hăng ru mi ram ma năng. Với người thân miền Ý, không làm các ác hạnh, ba nghiệp ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người ba nghiệp ác xa là khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì, La Môn ấy đúng vì danh xưng. Nhà sa ca dê là qua cha giá, ma na sa nát thì được ca tăng, sang gu tăng ti hi tha nê hi, ta ma hăng ru mi ram ma năng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ con đã ôn bài xong. Dạ, kính mời quý những bàn tay tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hạnh. Dạ, cảm ơn Sức Cận Đông cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Sích Thi Na có nghe được âm thanh Nhật Vinh không? Dạ, cảm ơn Xin quy định cho Nhật Quỳnh Đức biết được tín hiệu. Tina ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Dạ nghe, chuẩn bị nha, Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh tri ơn cái là Nhật Quỳnh giao mít cho Tina thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, kính bạch Đại Đức Minh Mẫn bữa nay cho Tina thỉnh Pháp Sư để làm quen với đạo tràng ạ. Dạ, dạ. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Tina, xích Nguyên Tịnh, xích Tâm Phương. Cô ấy mình xin trần đạo cảm ơn hoàng hỷ lên ông bài. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Thi Na thỉnh Pháp Sư rồi thỉnh Đại Đức Minh Mẫn nha Thi Na nha. Mời Thi Na. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được thỉnh Pháp Sư hôm nay nha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacharu ta tibati sampati katan chali an tiwarang ayajata santi thasantam parajau kaja tika te se tu thamang anukam bimang ba
tất cả buồn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ, chờ ló mọc đặng nhờ ánh nắng, chỗ hoa lành rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phạm thiên lòng kính thành cung kính, Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu tượng trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi giảng ngày hôm nay. Con kính đạo tràng thính pháp được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú lành thay, kính tri ân cô Thiên à. Kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ, nghe rõ mà hơi nhỏ ha. Chúng tôi sẽ chỉnh nó to lên. Nhỏ thì chỉnh cho nó to lên. Dạ rồi, giờ chắc là nghe ok rồi. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng tôi mới vừa đi tụng kinh cho một cái công ty người ta khai trương, mới về tới luôn. Mới vừa mở cửa phòng cái đó là nghe tiếng chuông reo. Biết chắc là sít cô Nhật Quỳnh gọi. Cái thành ra tới mở máy. Thì giờ vô đây để cùng với bà con chúng ta ở đây tạo thiện nghiệp. Dạ. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 392. Thấy rằng hôm nay tới mùng 6 rồi, hết Tết rồi, thành ra thôi chắc khỏi chúc Tết, chúng ta học luôn. Đoạn 1 của câu kệ. Dâm ha tham măng quý cha này giá. Dâm ha tham măng quý cha này giá. Đoạn thứ 2. Samma sambuddha đề si tăng. Samma sambuddha đề si tăng. Đoạn thứ 3. Sắc cách chân tăng nắp mắt xây giá. Sắc cách chân tăng nắp mắt xây giá. Và đoạn thứ 4.
Agihu tam wa brahmano. Agihu tam wa brahmano. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên dâm ha. Đây là quan hệ đại danh từ giá mà chia theo cách thứ năm. Thành ra nó có cái hình thức là âm ha, a âm ha, dâm ha. Có nghĩa là từ nơi người nào, từ nơi ai, từ nơi ai, từ nơi người nào. Từ thứ hai thăm măng, có nghĩa là pháp thăm mã chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai. Từ thứ ba quý cha này, quý cha này giá từ cái động từ quý cha na tí mà chia theo khả năng cách. Ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là ai giá. Quý cha na tí có nghĩa đó là liễu tri, hay là tuệ tri, hay là hiểu thấu đáo. Từ thứ ba samma sambuddha de sitang, đây là một hợp từ chúng ta tách ra samma sambuddha cộng với là de sitang. Samma sambuddha là bậc toàn giác, hay mình còn gọi là toàn giác Phật. De sitang là de se ti, quá khứ phân từ của đề xê tí. Ở đây mình dịch theo nghĩa thụ động là được thuyết giảng. Dịch nguyên cụm từ samma sambuddha đề xê tăng là được thuyết giảng bởi Phật toàn giác, hay là được Phật toàn giác thuyết giảng. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên sắc cách chân. Chữ sắc cách chân ở đây đó là chúng ta lấy theo cái nghĩa trạng từ. Sắc mà chia theo đối cách. Thành ra nó có cái hình thức là sắc cách chăng, nhưng mà ở đây mình lấy theo cái nghĩa trạng từ là trang trọng, cẩn trọng, trang trọng, cẩn trọng. Từ thứ hai tăng. Tăng là đây nhân sinh đại danh từ ngôi thứ ba tá, chia theo đối cách có cái hình thức là tăng, là người ấy, vị ấy. Từ cuối cùng namasaya là namasati, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là ayya. Namasati có nghĩa là lễ bái, đảnh lễ, lễ bái, hay là kính lễ. Từ hết rồi, tới đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên ác ghi hút tăng quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra ác ghi hút tăng cộng với là ý quá. Ác ghi hút tăng
mình có thể tách ra nữa là ác ghi cộng với là hút tá. Ác ghi là lửa, còn hút tá là sự cúng tế hay là sự tế lễ. Như vậy mình dịch cái hợp từ ác ghi hút tăng là lễ tế, lửa tế hay là lửa cúng. Ở đây chúng ta hiểu lửa tế với lửa cúng nó khác hơn là lửa thường. Rồi, ý quá đây là một cái từ so sánh, giống như, ví như. Từ cuối cùng Brahmano, mình dịch âm đó là Bà La Môn, mà dịch nghĩa đó là phạm chí, bậc phạm chí. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Ở trong cái câu kệ này theo cái thành ngữ là vô số, mà mình dịch ra tiếng Việt của mình để cho dễ hiểu tí đó, thì mình dịch như thế này. Quý cha này giá mình liễu ngộ thâm măng giáo pháp dâm ha từ nơi người nào? Không, dịch cả khác không phải quan trường. Phải dịch như thế này nó mới được. Quý cha này giá mình liễu ngộ thâm măng giáo pháp Samma Sambuddha Đề Sĩ Tăng được bậc toàn giác thuyết giảng dâm ha từ nơi ai? Namasaya mình nên kính lễ tăng người đó sắc cách chăn một cách trang trọng. Ý quá giống như Brahmanu Agihutan là lễ bái lửa tế vậy. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp số 392. Xin được kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 392. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2, phần 3 của câu kệ, tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Aphivademi Svakato Phakkavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 392. Câu kệ này nằm trong phẩm Brahmana Vagga, phẩm Bà La Môn. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chia Tàu Ná đề cập đến trưởng lão
Sariputta. Ngài Sariputta đó là thượng thủ thinh văn, đệ nhất về trí tuệ. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi trước khi trở thành thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ đó, ngài là một thanh niên tên là Puttatissa. Còn cái tên là Sariputta là vì mẹ của ngài tên là Sari. Chữ Putta là con trai. Con trai của bà Sari. À, thì xin thưa quý vị đó là Sariputta nè, hoặc là cái gì? Anh nhớ ngài có một cái tên nữa mà chúng tôi nhớ không có chắc lắm là Upatissa hay là Puttatissa gì. À, nhưng mà tên mà chúng ta thường gọi đó, thường biết là Sariputta. À, thì xin thưa với quý vị đây là cái chế định thôi. À, giống như chúng tôi đó thì là tên pháp danh là Minh Mẫn. À, thì đây cũng là một cái định danh để xác định được chúng sinh này không phải là chúng sinh kia. À, người này không phải là người kia, vậy thôi. Nhớ lũ bất tí xá. À, thì trước khi mà ngài trở thành thượng thủ thinh văn đó, thì ngài cũng là một thanh niên, có thêm một người bạn nữa tên là Kolita. Kolita là ngài Mukkalana đó, sao thưa. À, thì hai người này chơi, bạn bè chơi chung với nhau, rồi chán thế gian, chán thế sự đó, mới đi tầm đạo giải thoát. Và cả hai người hứa hẹn với nhau, ai mà tìm ra được minh sư hay là ai mà liễu ngộ được pháp, tức là thấy được cái con đường giải thoát đó, thì sẽ chỉ lại cho người kia. Và hai người đi hai hướng. Thì lúc bấy giờ thanh niên Sariputta đó mới được gặp ngài Asachi, là một trong năm thầy Kiều Trần Như. Lúc đó ngài Asachi đang đi trì bình ở khách thực, với tướng hảo quang minh, lục căn thanh tịnh, cách đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, thánh thiện thoát tục. Cho nên là thanh niên Sariputta mới nghĩ rằng đây là minh sư, đây là người đáng để mình thân cận, và đây là con người mà có thể chỉ bày cho mình cái cách thoát khỏi khổ được. Cho nên đó là mới lúc đó ngài đang đi trì bình khắc thực, thành ra đó là không có dám hỏi han rồi chi cả, đi theo. Đến khi ngài ngồi xuống thọ thực thì là mới dọn tọa cũ cho ngài ngồi nè. Ngài dùng xong đó thì là dâng nước rồi tâm xía răng xong đó. Xong xuôi ngài sẽ chí thọ dụng xong xuôi hết rồi thì bắt đầu mới hỏi. Pháp. Thì ngài A Sà Chí đó chỉ nói có một câu thôi, xin thưa quý vị. Nói một câu đó mình hiểu đây là một bài kệ thôi. Sáp bê thăm ma hê túc phá hoa. Sáp bê thăm ma là các pháp. Hê túc phá hoa. Phát sanh lên, sanh lên, sanh khởi lên do nhân. Sáp bê thăm ma hê túc phá hoa. Các pháp phát sanh lên do nhân. Đấng Như Lai đó
đã chỉ ra được cái nhân đó. Cái nhân đó đó mà nó diệt đi thì pháp đó nó diệt đi. Bậc Đại Sa Môn đã dạy như vậy. À, chúng tôi nhớ Bali mà không có rành lắm, thành ra không dám đọc. À, thì sau khi dứt cái bài kệ bốn câu này, thanh niên Sariputta đã liễu ngộ được pháp, đã nếm được hương vị pháp, trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn. Và từ đó về sau đó, tức là sau đó, sau khi chứng đắc xong đó, cái mới hỏi là bạch ngài, giờ Đức Phật đang ở đâu? Thì dĩ nhiên khi mà trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn thì biết là có Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này rồi, cho nên mới hỏi là Đức Phật đang ở đâu, thì là ngài sẽ chỉ cho biết ở chỗ đó, ở chỗ đó. Rồi thanh niên Sariputta này đó mới trên đường đi rồi gặp bạn của mình, rồi cũng nói lại bạn của mình là Kulita, tức là thanh niên Kulita là ngài Mukkananna đó, nói lại rồi ngài Mukkananna cũng chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, và cả hai người đến gặp Đức Phật. Đức Phật cho xuất gia. Xuất gia một thời gian sau thì Đức Phật ngài đã xác chứng trước tăng chúng rằng đây là hai vị thượng thủ thánh văn, một vị đó là đệ nhất về trí tuệ, một vị đó là đệ nhất về thần thông. Hai vị đó, đó có thể thay Đức Thế Tôn để quản lý tăng chúng, thay Đức Thế Tôn để vận hành bánh xe pháp. Xin thưa quý vị, đó là sau khi mà nhờ ngài A Sa Chí thuyết cho một cái câu pháp đó, trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn, rồi trở thành tỳ kheo, rồi trở thành thượng thủ thính văn, về sau này đó, thì ngài Sariputta đó, tri ân, nhớ cái ơn này, nhờ ngài A Sa Chí mà mình đã từ bỏ được phàm phu tính để chuyển sang thánh tính. Hay nói cách khác hơn đó, là nhờ ngài A Sa Chí mà mình đã đóng được bốn đường khổ. Đóng được bốn đường khổ. Và rồi sau đó đó trở thành bậc vô sanh, tức là sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa, hay là sau đời sống này khi thân hoại mạng chung mình sẽ không còn bị bất kỳ một cái loại khổ nào nữa. Đó, cái ơn này này, xin thưa quý vị, mới cao đẹp, mới cao quý, cao quý. Thì thành ra nhớ cái ơn đó đó, cho nên đó là ngài Xá Lợi Phất này, ngài ở chỗ nào, ngài ở đâu đi nữa đó, mà ngài biết ngài A Sa Chí đó ở hướng nam, hướng đông, hướng tây, hướng bắc hay gì gì đó, thì trước khi đi ngủ, hoặc là đang khi còn tỉnh táo đó mà biết ngài A Sa Chí ở hướng đó, đó thì ngài Xá Lợi Phất cũng chắp tay lên đảnh lễ theo cái hướng đó. Đảnh lễ theo cái hướng đó. Hoặc giả khi ngủ đó thì ngài cũng quay cái đầu của mình đó về hướng mà ngài A Sa Chí đang ở đó. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, chư tăng cụ thể đó là phàm tăng thấy vậy đó, thấy cái hành động đó của ngài Sariputta đó, tức là đảnh lễ các hướng rồi nằm quay đầu về các hướng vậy đó, cái mới nói rằng trưởng lão Sariputta là người còn tà kiến, cho nên đó là vẫn còn đảnh lễ các hướng, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Thì xin thưa quý vị, đó thời đó đó Bà La Môn rất là thịnh, thì thành ra đó là bên kinh Bà La Môn dạy thường đảnh lễ bốn hướng, hoặc là sáu hướng, hoặc là tám hướng. Chúng ta có học cái bài kinh gọi là lễ bái sáu phương đó. Nhân cái sự kiện đó, đó lọt đến tai Đức Thế Tôn,
Cho nên Đức Thế Tôn gọi trưởng lão Sariputta đến cùng với chư tăng và hỏi rằng: Này Sariputta, được nghe rằng ông thường đảnh lễ các hướng, có đúng như vậy hay không? Thì lúc bấy giờ tôn giả Sariputta mới trả lời là: Bạch Đức Thế Tôn, chỉ có ngài đó thì mới thấu hiểu được cái sự đảnh lễ của con ở các hướng. Thì nhân ở đây chúng tôi đóng mặt mở ngoặc tí để giải thích ở cái điểm mà chư phàm thân đánh giá. Thì theo quý vị đó, chư phàm tăng nói như vậy đó là đúng hay là sai? Và nếu mà sai đó, thì mình dựa theo Phật pháp, ở trong Phật pháp dạy như thế nào? Chư phàm tăng đánh giá như vậy là không có đúng, tức là sai. Thì cái sai này đó là dựa trên Phật pháp dạy là vô minh duyên cho hành đó, xin thưa quý vị. Tại vì do không có hiểu biết nè, cái thành ra đó là mới nói năng sai vậy. Mà không hiểu biết ở đây đó tức là tà kiến. Tà kiến đối lại với chánh kiến, tức là do không có tu tập chánh kiến, dẫn đến đó là gì? Không có tu tập ba chánh đó, xin thưa quý vị. Thì không tu tập chánh ngữ nè. Thì đây là cái tai hại, cái sai hại ha. Thì đây cũng là một cái bài học mà chúng ta cần phải rút ra. Người xưa mình họ dạy ra, biết thì thưa thốt mà không biết thì vừa cổ. Cái nào mình hiểu rõ, mình biết rõ đó thì mình mới nên đưa ra nhận định phán xét. Còn cái nào mà mình biết không có rõ đó, rồi thì thôi, mình đính thinh. Nói theo kinh Phật đó là giữ im lặng bậc thánh. Như vậy đó thì mới tốt cho mình. Và như vậy đó thì mới được gọi là tâm mình có tu tập. Có tâm mình có tu tập. Sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cho Đức Thế Tôn như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới dạy chư tỳ kheo. Này chư tỳ kheo, Sariputta không có đảnh lễ các hướng. Nhưng mà vì Sariputta được nghe pháp từ nơi tôn giả Xà Chí và chứng đạt được quả dự luôn. Do vậy đó, để thể hiện cái sự tri ân, lòng biết ơn một cách kính cẩn của mình đó, cho nên tôn giả Sariputta thành kính kính lễ tôn thờ tôn giả Xà Chí. Giống như đó là Bà La Môn người ta thờ lửa vậy. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Yam ha tham mang quý cha này ya samma sambuddha de si tăng sát cách chân tăng namasaya ác ghi hút tăng quá brahmano. Và câu câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức: Hiểu thông giáo pháp nhờ ai, từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền, như phạm chí thờ lửa thiên, ta phải thành kính khắc tên đá vàng. Đó là duyên sự của câu kệ pháp cú số 392 này. Vậy theo bà con chư Phật tử chúng ta, chứ sau khi mình đọc các cái bản dịch nè, rồi mình nghe cái duyên sự xong đó, thì cái ý nổi trội ở trong cái câu kệ pháp cú số 392 này là gì? Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta điều gì? Ngài Sariputta đó, nếm được hương vị pháp, liễu ngộ được pháp đó, là nhờ ngài A Xà Chí thuyết giảng lại một bài kệ gồm có bốn câu.
mà một bài kệ bốn câu đó đó được bậc chánh đẳng chánh giác thuyết giảng. Và rồi sau khi ngài liễu ngộ, ngài nếm được hương vị pháp đó xong thì luôn luôn lúc nào cũng vậy, khi rảnh rỗi đó thì ngài đều nhớ đến ngài Asachi và thể hiện cái lòng tri ân biết ơn của mình bằng cách đó là ngài Asachi ở đâu thì ngài cũng chắp tay đảnh lễ về hướng đó, và khi ngủ đó cũng quay đầu về hướng đó. Thì có nghĩa đó là cái ý nổi trội ở trong cái câu kệ này, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đó, sống phải biết ơn, sống phải tri ân. Và quý vị đọc hết toàn bộ kinh sách trong 84.000 pháp quẩn hay là trong tam tạng, tặng kinh, tặng luật, tặng luận, tặng A Tỳ Đàm, thì quý vị cũng sẽ bắt gặp được những đoạn nói về pháp tri ân này. Thậm chí đến nó có những đoạn nó dạy cho chúng ta đó. Mình bưng chén cơm mình ăn đó, xin thưa quý vị, thì mình cũng phải nhớ đến cái công lao của người lao động, người làm ruộng đó, công họ cày cấy này, rồi gieo hạt này, rồi bắt đầu mới ra hột lúa này, rồi qua cái người ta xay đó mới ra hạt gạo. Hạt gạo đó đó được nấu chín mới thành cái bát cơm mình bưng mình ăn. Dạ, mình bưng mình ăn. Quý vị tưởng đâu đó cái pháp tri ân này đó là dễ tu, nhưng mà xin thưa khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Và một khi mà mình đã tu được cái pháp tri ân này đó thì xin thưa quý vị đó, nó nổi trội đó. Nó liên hệ, nó kéo theo đó vô vàn những cái thiện pháp khác. Và những cái thiện pháp khác. Thành ra đó là trong đời sống, dù cho ở tại gia hay là đi tu đi nữa đó, mà mình sống kiểu là quỵt mỏ hay là phủi mỏ như quả đó, không có lòng biết ơn, tri ơn, thì khó mà tiến bộ được. Và khó mà tiến bộ được. Và cái khác nhau sự tri ân giữa người tâm có tu tập và người tâm giữa người theo Phật giáo và người không theo Phật giáo thì nó khác nhau ở chỗ đó. Là người theo Phật giáo đó thì cái sự tri ân của mình đến đối tượng ban ơn đó, đối tượng ban ơn đó có thể hướng dẫn mình từ cái chỗ thấp kém đạt đến cái chỗ cao thù thắng, rồi có thể là hướng dẫn mình từ cái chỗ phàm phu trở thành thánh, cho trở thành thánh. Và một khi ai đó họ hướng dẫn mình mà mình được trở thành thánh đó, xin thưa quý vị, thì có phải đó cái ơn đó đó là quá ư là thù thắng không? Cái ơn đó quá ư là cao dài không? Thù thắng cao dài. Và người mà ban phát cái ân huệ cho chúng sinh nói chung cao tột nhất đó chính là bậc chánh đẳng. Thì thành thử ra quý vị mà đọc ở trong kinh sách nhiều đó, qua các bạn chú giải rồi đó, quý vị mới thấy nè, một bậc thánh tu đầu quần, một bậc thánh tu đầu quần xin xuống gì, sẵn sàng chết vì Đức Phật, là tại vì cái ơn nó to quá, cái ơn nó cao quá, tại cái ơn nó thâm sâu vi diệu quá, vì nhờ ngài mà mình đóng được bốn đường khổ. Quý vị thấy khi mà bốn đường khổ mà được đóng lên xin thưa quý vị, thì nó an lạc, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mới an lạc hạnh phúc đó còn chưa bằng khi mình trở thành A-la. Tức là khi mà mình diệt trừ được cái mầm sanh đó, xin thưa quý vị,
A-la-hán là người không còn tham nữa. Mà không còn tham là giống như kiểu đó, cái trái cây mà nó không còn cái mầm xanh đó. Thì khi mà không còn mầm xanh đó, đó thì đồng nghĩa với việc đó là sau khi thân bại mạng chung, mình sẽ không còn bị bất kỳ một cái loại khổ nào cả. À, còn cho dù mình đóng được bốn cái cửa khổ nè, mà mình vẫn còn luân hồi. Bậc Thánh Tu Đà Hoàn là đóng được bốn cái cửa khổ, nhưng mà còn phải tiến lên nữa, tiến thành Bậc Thánh Tư Đà Hàm, Bậc Thánh A Na Ha Hàm, Bậc Thánh A La Hán. Thì để tiến lên vậy đó thì buộc lòng là gì? Mình còn phải luân hồi sanh tử. Mà cứ hễ khi nào còn luân hồi sanh tử thì là khi đó vẫn còn khổ. Khổ do sanh, khổ do già, khổ do bệnh, khổ do chết. Hoặc là gì? Khổ do muốn mà không được, cầu bất đắc. Khổ do mình thích nhưng mà không được, thương phải xa. Khổ do ghét nhưng mà mình vẫn phải bị gặp, vẫn phải bị thấy, vẫn phải bị gần cũng. Thì thành ra đó là dù cho đóng bốn đường khổ thì cũng vẫn hết khổ. Cho đến khi đó mà thành tựu được quả vị A-la-hán đó thì là mới hết khổ. Thì xin thưa quý vị đó, để mà mình đóng được bốn cái đường khổ đó, để mà mình đóng được cái bốn đường khổ đó, xin thưa quý vị, thì là bậc chánh đẳng chánh giác đó, là tự ngài ngộ lấy nè ha, thì khỏi nói đi. Còn đối với đó, những chúng sinh mà không phải là bậc chánh đẳng chánh giác nè, không phải là bậc Phật độc giác nè, thì cần phải có người chỉ bày, cần phải có ai đó đó họ dạy cho mình phương pháp cách thức sống như thế nào đó đó, để mình mới được trở thành bậc Thánh Tu Đà Hoàn hoặc là thành A-la-hán. Thì một khi mà mình trở thành Thánh Tu Đà Hoàn này là mình không phải bị đọa nữa, không có phải bị rớt xuống địa ngục nè, làm súc sinh nè, làm Atula nè, làm quỷ khổ nè. Ở quý vị thấy sướng không? Thấy hạnh phúc không? Quá sung sướng, quá hạnh phúc. Thì thành ra đó, cái người mà hỗ trợ tạo điều kiện để mình không còn bị đọa xuống đó, đó thì người đó đáng để cho mình đội lên trên đầu. Đáng để cho mình đội lên trên đầu. Thì cái biết ơn, cái tri ơn ở trong Phật Pháp rồi nó khác hơn cái biết ơn, cái tri ơn ở bên ngoài. Bởi vì cái biết ơn, cái tri ơn ở trong Phật Pháp đó, cái biết ơn, tri ơn đó đó, có thể là gì? Vì cái người kia đó họ ban phát cho mình cái ân huệ từ phàm sang thánh. Thành ra cái biết ơn ở trong Phật Pháp đó, nó thù thắng hơn, cao cả hơn, đẹp đẽ hơn vậy. Như vậy là cái câu kệ này đó, cái pháp tính mà nổi trội ở trong cái câu kệ này đó chính là lòng biết ơn, sự tri ân của mình. Ở trong cuộc đời này ai mà có lòng biết ơn, có cái sự tri ân thì người đó mới khôn lớn lên được, mới trưởng thành được, mới có được cái sự tiến bộ. Cụ thể cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy, dâm ha tham măng với trà này giá sam ma sam bút thà đề si tăng, là mình ha, bản thân của mình mà có thể liễu ngộ được giáo pháp do bậc chánh đẳng chánh giác thuyết giảng, từ nơi người nào? Vậy thì tại sao ở đây đó cái câu này là phải nhấn mạnh đó là mình liễu ngộ được pháp đó đó phải được thuyết giảng bởi bậc chánh đẳng chánh giác.
À, xin thưa quý vị, ở trên thế gian này cái chi cũng là pháp cả. À, cái chi cũng là pháp cả. Pháp mà quý vị phân chia học, ví dụ pháp phân chia đó là pháp có tục đế, có pháp chân đế này, pháp tục đế này, hoặc là pháp hữu vi và pháp vô vi này, hoặc là pháp hiệp thế, pháp siêu thế. Thì cái chi chi cái gì gì cũng pháp hết. À, nhưng mà tại sao ở đây lại nói là pháp đó nó phải được bằng chánh niệm? À, giờ thì cái câu này đó chúng ta hiểu sao? Xin thưa hiểu gọn là như thế này. Ở trong tương kinh tương đế đó, ở trong đó có đoạn nói Đức Thế Tôn ngài hoằng dương Phật pháp 45 năm. À, tức là ngài dạy đạo cho chúng sinh là 45 năm. À, nhưng mà trong 45 năm đó gói gọn lại chỉ có hai điều thôi. Một là ngài chỉ cho người ta biết được cái khổ, tức là vấn đề mà chúng sinh đang gặp phải. Ví dụ như nè, mình bị đau con mắt, à, thì đó là cái khổ của mình. Mình bị đau lỗ tai thì đó là cái khổ của mình. À, mình bị đau cái lỗ mũi, đó là cái khổ của mình. Mình bị thân này, à, như là đau bụng, đau răng, ung thư, vân vân, đây là cái khổ của mình. À, rồi mình mất người thân, mất của cải tài sản, mất công ăn việc làm, thì đây là cái khổ của mình. Dạ, đây là vấn đề của chúng sinh. Chúng sở trong cuộc đời này đó, à, lui tới đó gặp mấy cái vấn đề đó thôi. Cứ hễ khi nào đó mà còn tồn tại, còn hiện hữu đó, à, thì lòng vòng trong mấy vấn đề đó, đó. À, thì mấy vấn đề đó, đó có người, à, cái vấn đề này đó nổi trội, có người vấn đề nổi trội. À, có người đó thì là đau con mắt thì cái con mắt đó là nổi trội. À, có người đó đau dạ dày thì là dạ dày nổi trội. À, có người đau tim thì là đau tim, là cái khổ đó nó nổi trội. À, thì ngài chỉ cho chúng sinh nói chung đó, mà cụ thể từng người lọt vào vấn đề vậy đó là cụ thể. Thì đó là vấn đề của chúng sinh đó đang gặp. À, đó là điều thứ nhất. Ngài chỉ cho chúng sinh biết được cái khổ. Sau khi chỉ cho chúng sinh biết được cái khổ rồi, xin thưa quý vị, không phải dừng lại ở đó. À, mà ngài chỉ cho chúng sinh phương pháp cách thức, à, để loại bỏ, để diệt trừ cái khổ đó bằng cái khả năng của họ. Đó, bằng cái khả năng của họ. Thế vậy là ngài dạy cho chúng sinh là có hai điều. À, khổ và phương pháp cách thức diệt khổ. À, mình nói con đường diệt khổ thì đôi khi người ta cũng không có mấy hiểu lắm đó. À, mà mình phải sử dụng từ thông thường theo cái kiểu người đời mình hiểu đó. Khổ và phương pháp cách thức diệt khổ hay loại trừ đi cái khổ đó. Đó chính là lời dạy, là giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác đó, xin thưa quý vị. Đó, bậc chánh đẳng chánh giác là vậy, như vậy đó. À, như vậy thì cái câu này nè, các pháp phát sanh lên do nhân, các đấng Như Lai đã chỉ ra cái nhân đó, cái nhân đó mà nó diệt đi, thì các pháp đó cũng diệt. Bậc Đại Sa Môn đã dạy như vậy. Thì xin thưa quý vị, cái câu này có phải đó là lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác không? Phải. Thứ nhất là gì chúng ta thấy ở trong kinh. Thứ hai là căn cứ vào cái điều mà chúng tôi mới vừa nói đó, là ở trong tương kinh Đức Thế Tôn ngài nói đó là ngài chỉ dạy có hai điều thôi. Một là ngài chỉ cho chúng sinh thấy được cái khổ. Thứ hai là ngài chỉ cho biết cái phương pháp cách thức để diệt trừ được cái khổ đó. Thì muốn diệt trừ được cái khổ là phải tìm ra được cái nguyên nhân, dập bỏ, cắt đứt cái nguyên nhân đó đi, thì cái khổ đó nó không còn nữa.
bậc chánh đẳng chánh giác dạy như vậy đó, dạy như vậy đó. Thì đó mới là pháp do bậc chánh đẳng chánh giác thuyết giảng. Chúng ta hiểu đó là hiểu theo một phương diện. Hiểu theo phương diện khác là chúng ta dựa trên các cái đặc tính của pháp. Swakkhato phakkhavata thammu. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Vì sao được gọi là khéo thuyết giảng? Được gọi là khéo thuyết giảng vì những lời Ngài giải đó có đầu, có giữa, có cuối. Chứ không có phải là chỉ dạy con một phần. Thì cái đó được gọi là khéo thuyết giảng. Còn trong chú giải tôi giải thích nữa đó, khéo thuyết giảng đó là gì? Cứ mỗi lời Ngài dạy đó đều ẩn chứa ở trong đó đó có giới, có định, có tuệ. Tức là gì? Đều liên hệ đến Bát Thánh Đạo hết. Thì cái đó được gọi là khéo thuyết giảng. Swakkhato phakkhavata thammu sannidhiko. Sannidhiko là sao chứ? Là đến để mà thấy. Không có ai thấy giùm mình cả. Mà tự bản thân của mình đó, phải học hỏi nè, phải chiêm nghiệm để nhận ra. Chứ không có ai làm giùm mình cả. Ngài dạy mình đó, thu thúc cái miệng. Thì tự bản thân của mình phải thu thúc cái miệng. Chứ còn người khác thu thúc cái miệng thì là người khác người ta thu thúc, chứ không phải là mình thu thúc. Ngài dạy mình thu thúc cái thân thì mình, bản thân của mình đó phải thu thúc cái thân. Thành ra đây là gì? Đến để mà thấy. Chứ không ai thấy giùm mình cả. Rồi giáo pháp này nè, khi mình đã thấy rồi, mình thực hiện theo đó, thì khiến cho mình, bản thân của mình càng ngày càng tiến bộ, chứ không có lùi sụp. Càng ngày khiến cho mình đó là càng hiền thiện hơn, khiến mình đó là càng dễ gần gũi, càng dễ mến hơn, khiến cho mình đó là gì? Đi lên. Người này xong lên tới trời nè, phàm chuyển sang thánh, có tiến bộ vậy. Và những cái lời dạy này đó là tự bản thân của mình là phải chiêm nghiệm, phải suy gẫm, phải thực hành để mình nhận ra, chứ không có ai làm thay mình. Đó, giáo pháp của vậy, của Phật là như vậy. Xin lỗi, của bậc chánh đẳng chánh giác là như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, có khi mình gặp được Phật chánh đẳng chánh giác trực tiếp mình nghe, nhưng mà đâu có mấy ai có được cái phước trực tiếp gặp Ngài đâu. Thì nếu mà mình không có gặp được Ngài thì là mình, xin hỏi quý vị còn nghe không? Có một người hỏi trong room còn nghe không? Quý vị còn nghe? Alo. Dạ, âm thanh vẫn tốt mà. Dạ, rồi chúng ta tiếp tục. Dạ, sa thú kính tri ân quý vị đã cho biết là vẫn còn nghe rõ. Đức Phật toàn giác có khi đó, mình có phước đó thì mình mới được trực tiếp gặp Ngài nè. Nhưng mà rồi đâu có phải ai cũng có cái phước đó đâu. Thì thành ra đó là mình không gặp Ngài. Rồi Phật chánh đẳng chánh giác Ngài cũng đâu có thể nào tồn tại mãi mãi trên cuộc đời này. Ngài sống thời gian rồi Ngài cũng phải tịch. Thí dụ như là Đức Phật Gautama, Ngài sống được 80 năm rồi Ngài cũng tịch. Thì thành ra mình đâu còn có cái cơ hội để gặp Ngài. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình vẫn còn có cái cơ hội được nghe lời dạy của Ngài. Thì được nghe lời dạy của Ngài nè, từ nơi kinh sách để lại nè, từ nơi đệ tử của Ngài thuyết giảng,
Đó thì mình ha, bản thân của mỗi mỗi người chúng ta ở đây nè mà được liễu ngộ nè, được nếm hương vị pháp nè, chuyển ha, theo cái chiều hướng tốt đẹp lên ha, là từ cái chỗ đó mà mình sống trong vô minh tâm tối nè, rồi trở ra ánh sáng nè, hoặc là từ phàm phu chuyển sang thánh, đó là nhờ một ai đó, đó họ khai ngộ cho mình. À thì xin thưa quý vị đó, cái người mà khai ngộ đó đó là đại ân nhân của mình, do đại ân nhân của mình à, bởi vì nhờ họ đó à, mà mình đi ra khỏi bóng tối à, nhờ họ nè, cho nên đó mình có khả năng nhận ra cái vấn đề mình đang gặp phải ở trong đời sống này. Và rồi nhờ họ đó à, để mình biết được cái phương pháp cách thức cải sửa cách sống của mình, cải sửa cái nghiệp của mình, để đời sau kiếp khác đó, mình được sống tốt hơn à, hoặc là gì, nhờ họ đó à, mà mình từ bỏ nè, thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, để à, mình chuyển từ phàm phu sang thánh tính, sang thánh à, thì thử hỏi quý vị chứ, cái người vậy đó là có xứng đáng để cho mình để đến đâu không? Xứng đáng à, thành ra đó ngài bây giờ hai câu tiếp, sắc cách chân tăng nó mát xây giá ác cái hút tăng quá trăm mà nô, là nên kính lễ người ấy một cách trang trọng, một cách cẩn trọng, giống như đó là Bà La Môn họ là họ họ thờ lửa gì đó. Lửa tế của Bà La Môn được trông coi cẩn thận kỹ càng, và những người Bà La Môn mà thờ thần lửa đó thì ngày nào họ cũng săn sóc chăm sóc lại lục cái ngọn lửa đó. À, thì thành thử ra đó là khi mình mang ơn của một cái người nào đó à, mà người đó đó khiến cho mình có được một sự tiến bộ vậy. Tiến bộ cao đó là khiến cho mình đó sau khi thân hoại mạng chung mà không có bị đọa đó. Đó thì à, cái sự tri ân của mình đối với cái người đó đó phải nên được thể hiện một cách kính trọng không, xin thú chứ, cách trang trọng không, cách cẩn trọng không. À, chúng tôi đó bản thân vẫn còn phàm nè, mà với những ai đó chỉ cho chúng tôi thấy được cái khuyết điểm, chỉ cho chúng tôi thấy được cái sai à, và sau khi chỉ cho chúng tôi thấy được khuyết điểm cái sai rồi, còn chỉ cho chúng tôi được cái phương pháp cách thức à, để giải quyết cái vấn đề đó, đó mà phù hợp với cái khả năng của chúng tôi đây nè. À, thì xin thưa quý vị đó, chúng tôi cũng mang ơn lắm à, và kính trọng lắm nè. À, thì đây là trên phương diện cái tâm trạng của một người còn phàm thôi đó. Thì huống nữa đó là một người à, mà mang cái tâm trạng thánh đó. À, thì tri ân cái người đó, đó còn cẩn trọng dường nào à, chúng ta nhớ có một cái câu kệ mà Đức Thế Tôn ngài dạy đó, ai mà chỉ cái lỗi cho mình đó à, thì người đó đó giống như là chỉ cho mình cái các cái hầm châu báu vậy à, thì thuyết giảng Phật pháp này là chỉ cho mình biết được thuyết giảng pháp của bậc chánh đẳng chánh giác là chỉ cho mình thấy được cái khổ. À, rồi chỉ bày cho mình phương pháp cách thức để giải quyết được cái nỗi khổ đó. Thì khi mình giải quyết được là mình hết khổ rồi, thành ra đây là một người mà xứng đáng để cho mình lễ bái, xứng đáng để cho mình đó là tôn thờ, đưa lên đầu à, đưa lên đầu à, thì khi nào mà mình đã là bậc thánh rồi đó, thì xin thưa quý vị đó là mình không cần à, lúc đó đó là mình hướng đến cái phương pháp tu tập
tuệ thôi, chứ còn mình không không cần hướng đến cái phương pháp tu tập phước nữa. À, nhưng mà trong trường hợp mình chưa phải là thánh, à, thì xin thưa quý vị, mình cứ vẫn phải là phước tuệ song tu. À, thì phước tuệ trong tu, song tu đó là thể hiện cái sự cung kính, ha, cẩn trọng, là lễ bái của cái người đó, không phải chỉ trên phương diện tinh thần, mà mình còn thể hiện qua cái vật chất nữa. À, thành ra bà con chư Phật tử chúng ta thấy, chúng tôi thấy vừa vừa rồi nè, vừa Tết đó, à, chúng tôi nhận được hai cái khoản cúng dường từ nơi Thượng Tọa Pháp Tân và từ nơi Đại Đức Đạt, là bà con chư Phật tử chúng ta ở trong room gửi về cúng dường lên các vị giảng sư. Các vị giảng sư là những người thuyết giảng Sammasambuddha, Thammang Sammasambuddha Dissita, thuyết giảng lại pháp mà do bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết giảng nữa. Thì qua cái thuyết giảng của các cái vị giảng sư này, cho nên ít nhiều vậy là bà con chư Phật tử chúng ta đã thấy ra được, tìm ra được một ít hoặc là nhiều cái lợi lạc. Và từ cái chỗ đó đó mình mới trí ân, mình mới nhớ ơn các cái vị giảng sư này, trí ơn nhớ ơn ngoài việc thực hành theo lời dạy của Đức Phật, làm cho cái nội tâm của mình từ bỏ tham lam sân si hận, tức là trí ân theo cái kiểu tinh thần đó, thì chúng ta còn có trí ân theo kiểu vật chất là tạ pháp đó. Giống bên Bắc, bên các cái room Phật giáo Bắc Tông đó, họ có cái tạ pháp mà. Thì thành ra khi nào mà mình chưa có phải là thánh tu đầu quần thì mình vẫn cứ phải tiếp tục phước huệ trong song tu. Và có khi đó thì làm tu phước nhiều hơn là tu tuệ. Tu phước đó để mà giàu, để nè ha, trong đời sống hiện tại mình chưa có thành tựu được các cái thần thánh đó, thì nếu mà mình có nhiều phước, phước vật, phước đức, phước trí, thì các đời sau kiếp khác, xin thưa quý vị, mình có nhiều cái cơ hội, có nhiều điều kiện để mình lựa chọn cái cách sống hơn. Để mình lựa chọn cách sống hơn. Do đó đó là mình tri ân những cái người mà thuyết giảng Phật pháp của bậc chánh đẳng chánh giác cho mình nghe đó, ngoài việc thể hiện cái lòng tri ân đó bằng tinh thần, mình còn thể hiện qua vật chất. Qua vật chất. Thì thấy 8 giờ 2 phút rồi. Thì đó cũng xem như là toàn bộ ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ pháp cú số 392 này mà chúng tôi nắm bắt được và hiểu được. Xin được trình bày đến với toàn thể quý vị là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng tôi thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được cầu hướng đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là các vị có đại quả lực, đại thần lực. Mong chư thiên tùy ý phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật Pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Minh Mẫn đã từ bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay để chúng con được sự an vui hiện tại và được sự lợi ích lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Cha con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính nhân bích đến sư ạ. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha anupavena sada sate bhavantu te. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sate bhavantu te. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha anupavena sada sate bhavantu te.
Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lễ thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Akasattha japumattha devanaga mahettika bunyang no anumodanti chirang dakhantu sasanang Akasattha japumattha devanaga mahettika bunyang no anumodanti chirang dakhantu no garu Akasattha japumattha devanaga mahettika bunyang no anumodanti chirang dakhantu nyatayo Akasattha japumattha devanaga mahettika bunyang no anumodanti chirang dakhan tubao Akasattha japumattha devanaga mahettika bunyang no anumodanti chirang dakhan tuno sada Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, A Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, A Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, A Viên thuộc cạnh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, A chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Bửu Đức, chùa Bửu Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng làm điều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính dạ rô pháp cú dạ bạch sư dạ con nhớ ơn đại đức Phật Tính dạ con xin sám hối dạ con quen con xin sám hối dạ rừng cú dạ chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con, chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng như cài giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc kia tâm đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm pháp cứu kinh cung thỉnh chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào trung theo giờ thường lệ là 17:30 Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ trung có nhiều điều sai thật, con thành tâm sám hối với tam bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu, cầu mong từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài như quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho trung Phật cho rơm pháp quốc kinh được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Còn kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính mong quý ngài tha lỗi cho con, lý do con bị bắt cóc bất tử nên con không có kịp chuẩn bị. Dạ, Nam mô con xin phép được xuống mít ạ. À.